Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh ban biện pháp tháo gỡ khó khăn về du lịch sau sự việc hải sản chết bất thường ở vùng biển các tỉnh miền Trung. Bản Khe Cấy, xã Trung Hòa, huyện Minh Hóa, trước ngày hội bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và cả đồng chí trong đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của Quảng Bình và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban và văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xác định năm 2016, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Tỉnh ủy Quảng Bình đã xác định chủ đề xuyên suốt năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 là tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong quý 1 năm 2016, sản xuất nông nghiệp của Quảng Bình tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 1.650 hectare diện tích sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá. Lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt trên 710.000 lượt. Các dự án trọng điểm tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ như dự án quần thể resort, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của tập đoàn FLC, dự án nhà máy may S&D Quảng Hào và dự án trung tâm thương mại Đồng Hới của tập đoàn Vingroup. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, công tác an sinh xã hội và các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Trong tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã trích ngân sách 500 tấn gạo hỗ trợ cho ngư dân các xã ven biển bị thiệt hại do sự cố môi trường nghiêm trọng gây ra tình trạng cá biển chết bất thường. Đồng thời trích ngân sách dự phòng trên 2,8 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân có tàu khai thác gần bờ công suất nhỏ, hỗ trợ chênh lệch giá với mức 20% đối với các hồ thu mua hải sản của các tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân. Ngoài ra, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với mặt trận các tổ chức đoàn thể xã hội trong tỉnh, cũng đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vượt qua khó khăn. Công tác xây dựng Đảng được triển khai tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành và ký cam kết quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định của pháp luật và tiến độ thời gian. Đến nay, Quảng Bình đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quảng Bình chủ trọng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên cơ sở thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ công nghiệp, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và du lịch. Vận động ngư dân đẩy mạnh việc chuyển đổi hiện đại hóa tàu cá khai thác vùng biển xa, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực thực hiện các dự án lớn, tăng cường quốc phòng an ninh, khẩn trương triển khai việc học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của Đảng, đảm bảo chất lượng,
tiếp tục lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo thành công tốt đẹp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng về cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Duy trì và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng. Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình thời gian qua. Kết quả hoạt động của tỉnh nhà trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng thấy rằng là mặc dù các đồng chí cũng đã có báo cáo, tỉnh ta cũng là còn có rất nhiều khó khăn, nhưng với những kết quả đạt được như vậy thì cũng đáng là thể hiện được cái sự cố gắng, cái nỗ lực và cái quyết tâm rất là cao của tất cả các đồng chí trong suốt cái nhiệm kỳ vừa qua. Ví dụ như bình quân tăng trưởng kinh tế của chúng ta là trong 5 năm qua là 6,5%, như vậy là cao hơn của cả nước rồi đấy. Mà đặc biệt là cái chuyển dịch cơ cấu của các đồng chí thì ngày càng theo hướng là tích cực hơn. Ví dụ như ngay trong nông lâm ngư nghiệp của các đồng chí là tăng 4,2, cũng là cao hơn so với cả nước. Công nghiệp và xây dựng thì tăng đến 9,4, cũng cao hơn so với cả nước. Dịch vụ là tăng 6,7. Và đặc biệt là các đồng chí cũng đã hình thành ra được các cái lĩnh vực trọng điểm, trong đó tôi đánh giá cao là cái du lịch. Cái này là nó là cái không phải chỉ riêng cho ngày hôm nay mà nó là xuyên suốt trong tất cả cái quá trình phát triển của tỉnh nhà. Tỉnh ta cũng là một tỉnh rất là truyền thống cách mạng, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thời gian vừa qua, cái bề dày của truyền thống đó rất hết sức là vẻ vang. Tôi cho rằng là những cái con số mà các đồng chí đề ra về tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người, rồi là về các cái mức độ tăng trưởng của các cái khu vực như là tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng như là cái thu ngân sách, thì tôi cho rằng là cũng là ở cái mức mà chúng ta cũng cần phải phấn đấu thì mới có thể đạt được. Thế đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo đến nay thì còn lại hơn 4%, và trong kế hoạch sắp tới thì các đồng chí giảm xuống 2% theo cái chuẩn cũ. Các cái mặt khác như về y tế, giáo dục thì rồi là đủ độ che phủ rừng, thì phải nói rằng là các đồng chí như thế này là đạt cái mức mà tôi cho rằng còn tốt hơn rất nhiều so với các địa phương khác và ngay cả các cái địa phương trong khu vực. Thay mặt Đảng và Nhà nước đánh giá rất là cao những cái quyết tâm, cái nỗ lực phấn đấu của tất cả các đồng chí và toàn thể nhân dân Quảng Bình trong cái thời gian vừa qua. Thống nhất với quan điểm của tỉnh về xử lý những hậu quả do sự cố môi trường nghiêm trọng vừa qua gây ra đối với Quảng Bình và các tỉnh ven biển miền Trung, tôi đề xuất là bà con đánh bắt về là không, nếu không bán được là ta phải mua. Thế mà để giữ cho cái giá cá này ta thế này thôi, thì trước đây ví dụ ta bán, ta cứ nói thế, cái loại này bà con mua về là bán được 100, thì bây giờ ít nhất ông phải giả cho người ta một cái mức nào đó là để đảm bảo người ta bù đắp được cái chi phí và đảm bảo được cái cuộc sống trong cái thời gian đó. Thế thì hình thức mua của bà con làm sao nó hết sức là linh hoạt để làm sao cho cái quyền tự quyết là của người ta. Tôi làm cho bà con cái là tôi thẩm định cái cá đấy, tôi đưa cá đấy vào trong kho này, tôi cất cá đi cho bà con trong kho, xong rồi tôi có xuống tôi kiểm định hẳn hoi cá này là an toàn, thì bây giờ một là bà con bán thì bà con lấy về bà con bán, hai là bà con thôi bà con không lấy về để giao tôi bán đấy, thì rất là làm sao cái quyền chủ động của người dân để người dân người ta cảm thấy rằng ta là làm dịch vụ công để phục vụ cho đời sống của bà con, chứ ta không hề có kinh doanh gì ở đây, để đảm bảo cuộc sống nó thật sự là yên lành với người dân yên tâm. Thế thì cái cách thức như vậy chúng tôi có kiến nghị như thế làm sao cho để bên chính phủ các anh ấy chỉ đạo. Thế còn bây giờ thì trong cái thời gian mà bà con bây giờ thấy rằng như thế thì có thể là không ra khơi được, thì bây giờ phải trợ cấp thế nào cho bà con, ít nhất phải đảm bảo cơm ăn. Tôi cho rằng là nhà nước ta cũng hoàn toàn có thể có cái khả năng để đáp ứng. Chúng ta cũng không thiếu gạo. Tôi có đề nghị với bên chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cũng phải sớm công bố một cái, vì chúng ta đã có quy định rồi, gọi là thiên tai trên diện rộng. Đấy, trong các quy định của Đảng và Nhà nước là có thiên tai trên diện rộng, thì sớm công bố cái này là một cái thiên tai thảm họa trên diện rộng, thì tất cả các cái khoản vay của bà con ngư dân trong thời gian qua đó thì có thể được khoanh lại. Thế sau này là nhà nước sẽ có cơ chế
cho cái hệ thống ngân hàng sau, nhưng ít nhất với người dân người ta hoàn toàn yên tâm đối với các cái khoản nợ đó. Đề xuất với chính phủ như vậy. Thế còn sau này nếu như chúng ta đã xác định được cái mức độ của cái sự kiện này, cái thảm họa này, rồi là cái thời gian và các biện pháp để khắc phục nó, thì chúng ta phải có các chính sách khác như tôi đã nói để đảm bảo cái đời sống của người dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Quảng Bình cần tập trung phát triển kinh tế xã hội dựa trên những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý của tỉnh, như bờ biển dài và đẹp, có nhiều cửa khẩu với nước bạn Lào, giao thông thủy bộ, hàng không đều thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Về công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về công tác xây dựng đảng, gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đề nghị tỉnh Quảng Bình cần tăng cường công tác tuyên truyền cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân. Sáng nay ngày 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về du lịch của Quảng Bình sau sự việc hải sản chết bất thường ở vùng biển các tỉnh miền Trung. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình, tình hình thủy hải sản chết hàng loạt ven biển miền Trung thời gian qua đã làm ảnh hưởng lớn đến du lịch của tỉnh Quảng Bình. Hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh vì thế cũng gặp không ít khó khăn. Mặc dù một số khách sạn lớn, các công ty lữ hành, các nhà hàng khu vực ven biển đã có phương án trấn an du khách như đưa ra thực đơn mới, không có thực phẩm từ các loài hải sản và cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, số lượng đoàn khách hủy tour vẫn tăng cao. Qua nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo sơ bộ của cả đơn vị kinh doanh du lịch, số lượng du khách đến Quảng Bình từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 đến nay đã giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng 102.000 lượt khách. Ước tính thiệt hại về tổng doanh thu du lịch thời gian qua là khoảng 102 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, cả đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã trực tiếp trình bày những khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng cá biển chết do sự cố môi trường nghiêm trọng vừa qua gây ra, đồng thời đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch Quảng Bình. Mong Ủy ban nhân dân tỉnh có thể là gửi lên Tổng cục Du lịch đề xuất những cái chiến lược, những cái vận động tổ chức khách về đến Quảng Bình để ủng hộ chúng ta trong cái thời gian khó khăn như bây giờ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải có những cái gói kích cầu giảm giá mạnh về đường bộ, đường tàu cũng như là đường bay. Đề nghị các điểm đến, trong đó có là hai cơ sở chính là Đồng Thiên Đường và Đồng Phong Nha, là đề nghị giảm giá 50%. Từng doanh nghiệp một sẽ gửi đến cho khách hàng, hiệp hội du lịch sẽ gửi đến hiệp hội tất cả các tỉnh trong toàn quốc, và chúng tôi có hứa là chi từ nay cho đến hết năm là chúng tôi giảm giá đầu tiên là Thiên Đường, Phong Nha là giảm 50%. Tôi nghĩ đang có một cái động tác kích cầu đầu tiên về cái giảm giá này là chắc chắn trong tháng 6 là khách sẽ quay trở lại. Là chúng ta phải tạo cái này du lịch về rừng, bởi vì là đến được Quảng Bình không những về biển mà chúng ta còn có rừng, còn có tâm linh. Tại sao các thành phố như Đà Lạt, như ngoài Bắc không có biển, họ vẫn tạo được du lịch đấy, thì tại sao mà chúng ta làm được cái đó? Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và các ban ngành cũng đề xuất các chính sách giảm nợ thuế, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá để thu hút khách du lịch. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thông báo về vấn đề là các khách sạn, nhà hàng giảm giá thật cụ thể, và tôi cũng đề nghị là các khách sạn, nhà hàng là chúng ta hưởng ứng vấn đề giảm giá từ là 30-50% từ nay đến cuối năm. Thì vừa rồi là Hiệp hội Du lịch đã làm được một bước
đã vận động được 10 khách sạn giảm giá. Có khách sạn giảm giá 10%, có khách sạn giảm giá 50%. Thế nhưng mà tôi đề nghị chúng ta có cái giảm giá và thông báo rộng rãi để cả tour du lịch họ biết. Thì riêng nhà hàng giảm giá nhưng mà chất lượng là phục vụ là phải tốt. Và đặc biệt là chúng ta giảm giá về giá vé tham quan của 3 cái hang động mà có khách du lịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Đó là Đồng Phong Nha, đó là Đồng Tiên Sơn và đó là Đồng Thiên Đường. Mỗi hang động là giảm giá 30%. Riêng Đồng Phong Nha, Đồng Tiên Sơn thì về phía ban tỉnh sẽ xin ý kiến thường trực hội đồng nhân tỉnh để có cái giảm giá. Và định hướng là giảm giá từ nay đến hết cuối năm luôn. Là nên tổ chức một cái lễ hội ẩm thực để nói rằng là không nhất thiết là phải ăn cá biển. Nếu mà khách du lịch không yên tâm thì ở Quảng Bình có rất nhiều cái đặc sản. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh để mà tổ chức cái tuần tắm biển. Về lâu dài tôi đề nghị là về phía lãnh đạo các ngành, đặc biệt là ngân hàng nhà nước tỉnh có nghiên cứu để mà ủy ban tỉnh hay là có cái văn bản gửi cho chính phủ trong vấn đề là cái hỗ trợ cái lãi suất cho các cái doanh nghiệp, các cái khách sạn, các nhà hàng, các cái du lịch để mà vượt qua khó khăn. Rồi là cục thuế để tham mưu ủy ban tỉnh trong vấn đề là cái giảm cái miễn thuế cho các khách sạn, nhà hàng. Về phía tỉnh thì chúng tôi tiếp tục đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương là có sớm cái kết luận về vấn đề nguyên nhân cá chết cũng như là cái giải pháp để mà đảm bảo là thực sự đảm bảo an toàn với môi trường biển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần công bố thường xuyên các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước ven biển, công khai hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trên hệ thống truyền thanh của các xã phường, thị trấn để người dân và du khách yên tâm tắm biển. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thông tin các điểm bán cá sạch để người dân yên tâm tiêu thụ. Đây là lần thứ hai Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp gỡ cả đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn sau sự việc hải sản chết bất thường ở vùng biển các tỉnh miền Trung. Từ ngày 12 đến 17 tháng 5 năm 2016, 6 đại sứ đến từ các nước Argentina, Thụy Điển, Ý, Anh, Úc, Cộng hòa Séc, trợ lý ngoại trưởng Mỹ và một số khách mời danh dự khác đã thực hiện chương trình trải nghiệm chinh phục Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới tại di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo đó, trong thời gian 5 ngày, với sự hướng dẫn của các chuyên gia hang động và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tour Medic Oselic, các đại sứ tham gia chương trình chinh phục Sơn Đòn sẽ tận mắt được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc nhất vô nhì của hang Sơn Đòn. Với việc tổ chức chuyến đi rất chu đáo, ban tổ chức chương trình kỳ vọng sau chuyến chinh phục này, mỗi đại sứ sẽ trở thành một sứ giả quảng bá cho du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, đồng thời là cầu nối cho quá trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, nhất là công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị riêng có của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là một dịp rất tốt để giới thiệu hang Sơn Đòn cũng như du lịch Quảng Bình ra với các nước trên thế giới. Các nước trên thế giới có đại sứ tham gia lần này là các nước dẫn đầu về số lượng khách du lịch đến Việt Nam. Mỗi đại sứ sẽ là một sứ giả để quảng bá cho du lịch Quảng Bình nói riêng và du lịch Việt Nam ra với quốc tế. Chúng tôi coi trọng và đánh giá cao cái chuyến đi lần này của các đại sứ và chỉ đạo tổ chức phục vụ rất chu đáo để cho chuyến đi lần này thành công tốt đẹp. Được mệnh danh là vương quốc của hang động, di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có trên 300 hang động lớn nhỏ mang nhiều giá trị độc đáo khác nhau, trong đó nổi bật là Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới với nhiều giá trị nổi bật. Hang Sơn Đòn nằm ngay trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản hiếm có trên thế giới, đạt 3/4 tiêu chí và 2 lần được UNESCO vinh danh. Thời gian qua, du lịch Quảng Bình có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bằng những động thái hết sức tích cực, Quảng Bình đang quyết tâm giữ vững vị thế là một trong những điểm đến an toàn, hấp dẫn nhất của hành tinh.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cho 52 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri của các xã phường đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động, đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tăng cường về cơ sở để tiếp xúc với nhân dân, phản ánh kịp thời các kiến nghị chính đáng, các vấn đề bức xúc tại địa phương. Nhiều cử tri cũng đề đạt một số vấn đề liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, về chế độ chính sách an sinh xã hội, về vệ sinh môi trường, công tác cải cách hành chính và mong muốn các đại biểu quan tâm. Đại diện ứng cử viên của các đơn vị bầu cử đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đầy trách nhiệm của cử tri các địa phương và hứa nếu trúng cử sẽ đem hết sức mình làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, chung tay xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng phát triển. Ngày 14 tháng 5, 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Quảng Sơn và xã Quảng Thân. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, trong đó khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, quan tâm làm tốt các vấn đề hiện nay như làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế đồng bộ, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng địa phương phát triển vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri. Cử tri đã bày tỏ niềm phấn khởi, nhất trí cao qua chương trình hành động của từng ứng cử viên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời cử tri đề nghị các ứng cử viên cần thực hiện đúng theo chương trình hành động của mình đề ra, nói đi đôi với làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri. Tại huyện Minh Hóa, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri ở các xã thị trấn để vận động bầu cử. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cử tri các xã thị trấn đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ nâng cao trách nhiệm người đại biểu dân cử trong tham mưu để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Cùng với các ban ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương, những ngày này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Bình đang đẩy mạnh phong trào thi đua hướng đến ngày hội của toàn dân với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Hơn một tháng qua, đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình với 4 thành viên đã có trên 10 buổi chiếu phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, trong đó chủ yếu là ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Điểm dừng chân trong chuyến hành trình là bản Khe Cấy, xã Trọng Hòa, huyện Minh Hóa. Công tác chuẩn bị cho buổi chiếu được các thành viên tích cực triển khai. Các thành viên trong đội sẽ phục vụ bà con những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, tình quân dân son sắt nghĩa tình. Trong các buổi chiếu, đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình còn tổ chức tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân dân đối với đất nước. Ngoài đội chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền bầu cử, một đoàn công tác quân y với hơn 10 bác sĩ, y tá của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình cũng đã đến với Khe Cấy. Gần 2 ngày ở lại với dân bản, các bác sĩ, y tá đã tổ chức khám điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người. Các chủ bộ đội về chiếu phim cho bà con mình, cho bà con xem, rất là mừng, rất là vui. Sáng nay họ phát thuốc, họ khám bệnh, phát thuốc cho bà con nữa, rất là mừng.
bà con dân bản cũng rất mừng, rồi là vừa là họ khám tiêm miễn phí, rồi là họ cho tăng quả cái vật chất đó, là bà con tôi cũng rất phấn khởi. Tôi đại diện cho bà con dân bản của tôi cũng hết sức là cảm ơn. Đặc biệt trong dịp này, hưởng ứng phong trào lực lượng vũ trang Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng vật chất cho nhà sinh hoạt cộng đồng bản Khe Cấy. Đây là công trình có tổng trị giá gần 200 triệu đồng, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nâng cấp sửa chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa của địa phương. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhà sinh hoạt cộng đồng của bản trở nên khang trang hơn, với nhiều vật dụng sinh hoạt được lắp đặt mới như hệ thống khảnh tiết, loa đài, âm ly và bàn ghế. Tại buổi lễ, 28 suất quà cũng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng đến từng hộ dân trong bản. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Thường vụ tỉnh ủy phân công giúp đỡ đồng bào ở xã Trọng Hóa về xây dựng nông thôn mới. Thì đây là một kỳ chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Năm nay theo phân công của tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành tham gia xây dựng nông thôn mới ở bản Khe Cấy. Chúng tôi đã chỉ đạo ban chỉ huy huyện cùng với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng biên phòng cùng với cấp ủy chính quyền của huyện, của xã và bà con nhân dân tiến hành là sửa sang, tu sửa và làm mới một phần nhà cộng đồng và tặng cơ sở vật chất sinh hoạt cho thôn bản. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện ở một số nơi trên địa bàn xã Trọng Hóa để bảo đảm là theo chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm cho đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Khe Cấy trước ngày hội lớn của toàn dân, không khí rộn ràng đã lan tỏa khắp bản làng xa xôi nơi vùng biên giới này. Và trong ngày vui chung của dân bản lại có các anh, những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của những chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Bình trên vùng biên giới xa xôi là tấm lòng, tình cảm và sự sẻ chia sâu sắc, đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp với mọi người. Và hơn hết, đó cũng chính là sợi dây gắn kết tình cảm quân dân, keo sơn, vững bền theo năm tháng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thực hiện kế hoạch số 151/KHBTTTT ngày 15 tháng 1 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công văn số 503/CBCVP ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo thời gian khai mạc và mở cửa tham quan triển lãm ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trên địa bàn tỉnh như sau. 1. Chủ đề triển lãm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. 2. Thời gian: Triển lãm tổ chức từ ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2016. Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2016, nhằm ngày thứ ba. Thời gian mở cửa tham quan hàng ngày: buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Địa điểm: Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Triển lãm gồm 100 bức ảnh giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ sau đó. Chủ đề triển lãm khẳng định công lao to lớn và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác trong quyết tâm tổ chức xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bên cạnh đó, triển lãm có một số hình ảnh hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền về truyền thống của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để cử tri hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền làm chủ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 sắp tới. Hết nội dung thông báo. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Lâu phát triển kinh tế từ đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ. Tiết mục những bông hoa đời thường giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương một người cán bộ vì dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 14 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Kết quả quan trắc phân tích như sau. Kết quả quan trắc phân tích so sánh với QCVN10 MT2015 BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 11 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại website vae.gov.vn. Sáng nay ngày 15 tháng 5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức hội đàm thường niên với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Na Phào, Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào. Hai bên đã cùng trao đổi tình hình bảo vệ biên giới trong thời gian qua và thống nhất những nội dung hợp tác toàn diện trong thời gian tới. Từ đầu năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tích cực tuyên truyền nhân dân trong khu vực biên giới thực hiện hiệp định về quy chế biên giới giữa hai nước, tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên mốc quốc giới, phối hợp với Đại đội Biên phòng 312 tuần tra song phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu luôn giữ vững và ổn định. Lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh hai bên luôn đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Thường xuyên duy trì mối quan hệ, trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra, chủ động phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý các hành vi vận chuyển, sử dụng ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ các loại, gây rối trật tự công cộng, xuất nhập cảnh trái phép. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới chấp hành thực hiện hiệp định về quy chế biên giới hai nước, tạo thuận lợi thông thoáng trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực cửa khẩu và giữa hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn. Hôm qua ngày 14 tháng 5, Huyện đoàn Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng đội huyện tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tuyên dương phụ trách đội, chỉ huy đội tiêu biểu. Được sự chăm sóc của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, những năm qua, hoạt động đội ở Quảng Ninh thực sự sôi nổi hiệu quả, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở trong trường học, các phong trào thi đua thiếu nhi Quảng Ninh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: uống nước nhớ nguồn, đi nước đáp nghĩa, áo lụa tặng ba, em yêu khoa học, vòng tay bè bạn, em yêu biển đảo quê hương và các chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, đêm hội trăng rằm, cùng nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống khác đã tập hợp được trên 11.750 thiếu niên nhi đồng thuộc 38 liên đội thiếu niên tiền phong trên địa bàn huyện tích cực tham gia. Các hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã giáo dục tác phong, đạo đức, kỹ năng sống và phát triển năng lực học tập cho thiếu niên nhi đồng, để thiếu nhi luôn phấn đấu xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Tại lễ kỷ niệm có 24 phụ trách đội và 38 chỉ huy đội tiêu biểu trong quá trình hoạt động của đội đã được Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Quảng Ninh vinh danh, tuyên dương, khen thưởng. Những năm trở lại đây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay xã Quảng Lưu có gần 150 cơ sở ngành nghề dịch vụ, trong đó có 42 cơ sở xe sắt, 64 hộ gia đình làm dịch vụ vận tải, 28 cơ sở làm mộc, 13 tổ nghề. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ, địa phương đã quy hoạch vùng chờ cổng để các hộ có mặt bằng thuận lợi kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, đối với các hộ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, địa phương đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người dân vay vốn mua máy cày, máy làm đất. Khoảng 3 năm trở lại đây, mỗi năm xã Quảng Lưu thu được khoảng 40 tỷ đồng từ các ngành nghề dịch vụ trên địa bàn. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, thị xã Ba Đồn gieo cấy hơn 2.740 hectare lúa với các giống lúa chủ lực HT1, P6,
DV108, Khang Dân 18, XE21, XE23. Đến thời điểm này, có khoảng 200 hectare lúa đã được thu hoạch xong. Mặc dù ngay từ đầu vụ, các ủy đảng chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho bà con nông dân tập trung gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và phòng trừ sâu bệnh, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại xảy ra đầu vụ và sâu bệnh gây hại đã làm nhiều diện tích lúa bị thiệt hại, nên năng suất lúa đông xuân năm nay giảm hơn 2 tạ một hectare so với năm 2015. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, hiện nay chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo cho bà con nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín. Dự kiến đến trước ngày 15 tháng 6 thì xã Ba Đồn sẽ hoàn thành việc thu hoạch lúa đông xuân. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 18 năm gắn bó với hợp tác xã, ông Nguyễn Duy Viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, luôn tâm niệm làm thế nào để hợp tác xã phát triển bền vững, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện về sản xuất nông nghiệp. Với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ông Viên luôn trăn trở để giúp hợp tác xã đứng vững trong cơ chế thị trường, làm ăn có hiệu quả và là chỗ dựa tin cậy cho bà con xã viên. Năm 1982, ông Nguyễn Duy Viên xuất ngũ, phục viên chuyển ngành công tác tại công ty vật tư thủ công nghiệp Bình Chỉ Thiên. Đến năm 1991, ông chuyển sang công ty vật tư Đồng Hới. Năm 1993, do sức khỏe không đảm bảo, ông xin nghỉ hưu sớm. Về sinh hoạt tại địa phương, ông Nguyễn Duy Viên được sự tín nhiệm của xã, của bà con nhân dân, rồi được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Thống Nhất. Những ngày đầu tiếp quản hợp tác xã, khó khăn chồng chất, thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh có diện tích đất trồng lúa vụ đông xuân là 250 ha, vụ hè thu là 130 ha. Thôn nằm trong vùng đất trũng của xã An Ninh, ruộng canh tác không đồng đều. Nạn chuột và sâu bệnh hại lúa xảy ra thường xuyên đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Bên cạnh đó, do giá cả vật tư nông nghiệp lại cao nên người dân không mặn mà với đồng ruộng, nhiều diện tích đất lúa bị bỏ hoang. Trước thực trạng đó, ông đã đề xuất với Ủy ban nhân dân xã vận động bà con xã viên thực hiện dồn điền đổi thừa, tạo điều kiện cho việc sản xuất tập trung. Đồng thời phối hợp với công ty giống cây trồng, sản xuất lúa giống. Từ đây, ông chọn được giống lúa phù hợp với tính chất đất ruộng của địa phương để đưa vào gieo cấy. Mặt khác, ngay từ khi xuống giống, cùng với các thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã, ông Viên đã cùng với người dân thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu bệnh và diệt chuột. Từ những việc làm thiết thực, phù hợp, ông Nguyễn Duy Viên đã nhận được sự hưởng ứng của bà con xã viên. Đến nay, 100% diện tích đất lúa của thôn được đưa vào sản xuất. Khi bắt đầu trồng vụ cho đến lúc mà thu hoạch thì hình như đồng chí Nguyễn Duy Viên là luôn sát cánh cùng bà con nông dân từ khi cho đến gieo mà đến lúc gặt, là vì trên chiếc xe máy thì cán bộ là thường đi nói chung sát sao với khi là nước rồi khi là phân bón, khi là bỏ phân rồi lúc cũng là sâu bệnh. Cho nên với hiện tại đến giờ thì đồng chí Nguyễn Duy Viên thì vẫn là một cán bộ, là một chủ nhiệm hợp tác xã, nói chung là cùng tận tin với bà con. Không dừng lại ở đó, để giúp cho người nông dân giảm bớt sự vất vả trong việc đồng áng, ông Nguyễn Duy Viên đã nghiên cứu và cải tiến đổi mới sản xuất nông nghiệp bằng việc thực hiện nhiều mô hình trình diễn các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, mang lại giá trị vượt trội so với một số giống lúa truyền thống từ 5 đến 7%. Vận động bà con sử dụng 100% giống lúa mới, trong đó 95% diện tích sử dụng giống kỹ thuật, nhờ vậy mà năng suất lúa hàng năm tăng lên. Vụ hè thu năm 2010, năng suất lúa mới chỉ đạt 30 tạ một hecta, đến năm 2015, năng suất lúa đạt 60 tạ một hecta. Đặc biệt, từ 62 tạ một hecta lúa đông xuân năm 2010, đến nay tăng lên từ 73 đến 78 tạ một hecta, doanh thu hàng năm đạt trên 1,3 tỷ đồng. Đồng chí Viên là rất chi là quyết đoán về cái việc làm giống mới mà đề xuất rất chi là nhiều, cho nên chỉ là cái việc thắng lợi là nhất là cái lịch thời vụ, quan trọng nhất là lịch thời vụ. Đồng chí quyết đoán là, mà quyết đoán đấy là phải có một cái sự là đề xuất làm giống, làm giống mới, áp dụng tất cả các cái khoa học kỹ thuật trên đồng là tất chi rất chi là nhiều loại giống thắng lợi, cho nên chỉ là dân người ta cảm thấy là tin tưởng, chứ mà mình mà mất mua là dân không tin. Cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của bà con xã viên, đầu năm 2015, Hợp tác xã Nông nghiệp Thống Nhất chuyển đổi thành công mô hình hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012. Việc chuyển đổi đã đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của nền kinh tế tập thể,
đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương thức quản lý, phương thức phát triển các ngành nghề dịch vụ kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã đã hoạt động theo luật của 2003 thì cũng có những điểm nó cũng tương đồng với cái luật của hợp tác xã 2012. Từ chỗ đó cho nên nó cũng rất là thuận lợi, đó là cái mục đích cuối cùng của tôi là nâng cao cái hiệu quả để phục vụ lợi ích cho thành viên và người lao động. Cho nên từ cái chỗ đó thành viên là gắn bó với hợp tác xã và là cái hiệu quả sản xuất ngày càng được nâng lên. Bằng những việc làm thiết thực xuất phát từ cải tâm, ông Nguyễn Duy Viên với cương vị là người đứng đầu, ông đã đưa hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ. Và bản thân ông cũng nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp. Xuất thân từ người nông dân cho nên tôi rất am hiểu cái vất vả của cái người lao động trực tiếp ở trên đồng ruộng. Hiện nay thì tôi cũng rất là vinh dự được bà con tín nhiệm là giáo bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã. Thì tôi thấy đấy là càng vinh dự nhưng mà càng cái trách nhiệm nặng nề hơn. Thì để khỏi phụ lòng bà con thì tôi phải tiếp tục là làm tốt hơn nữa, phải đi sâu đi sát hơn nữa, phải lắng nghe ý kiến bà con nhiều hơn nữa và tìm tòi những cái mới hơn nữa để đưa về phục vụ cho bà con. Nhằm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để cho bà con ở trong thôn. Hợp tác xã đã vươn ra và thực hiện tốt các cái khâu dịch vụ. Đồng chí giám đốc hợp tác xã Nguyễn Duy Viên đã phát huy được trách nhiệm của mình trong vấn đề điều hành ban giám đốc và ban quản hội đồng quản trị trong vấn đề thực hiện các khâu dịch vụ của nhân dân. Trở thành là người đỡ đầu của nhân dân và thực hiện tốt cái công tác là hỗ trợ đối với các cái hộ nông dân sản xuất. Chính vì thế hợp tác xã là nông nghiệp Thống Nhất là được nhân dân tín nhiệm, mà đặc biệt là đồng chí giám đốc là luôn được chân tin yêu. Vùng đất thấp trũng thôn Thống Nhất xã An Ninh nay đã trở nên màu mỡ, giàu sức sống hơn. Những mùa vàng bội thu cứ tiếp nối, góp phần đem lại đời sống ấm no hơn cho người nông dân. Đó cũng là động lực để ông Nguyễn Duy Viên không ngừng tìm tòi nghiên cứu và tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự phát triển của xã An Ninh trên bước đường xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa Đông Bắc. Trưa nay ngày 15 tháng 5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Dự báo gần sáng và ngày mai 16 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Quảng Bình có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng bắc đến đông bắc, trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 15 ngày 16 tháng 5. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Vùng biển có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Tầm nhìn từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Dự báo thời tiết 16 ngày 17 tháng 5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thể thao.